đấy, em ở quê. DJI Osmo Action 4. Em ở đây. Sang phần profile này, device manager. Ok, bây giờ mình sẽ các bạn phải đăng nhập nha. Đăng nhập cái tài khoản vào nè. Rồi bây giờ mình kết nối lại em nó nè. Kết nối thành công. Rồi nó báo cập nhật firmware này. Ok. Install. Rồi, các bạn lưu ý là nhớ pin nhiều nhiều xíu nha, pin phải trên có 40% nha. Đó, cập nhật rồi nè. File cập nhật này mình tìm trên mạng cập nhật bằng thủ công không có bạn ơi, nó phải cập nhật qua app à. Không có cho cập nhật thủ công, ví dụ như GoPro các bạn có thể tải những cái file xong rồi bỏ vô thẻ nhớ đúng không? Bỏ thẻ nhớ nó tự động nó cập nhật, còn này nó bắt buộc phải cài qua app của nó, khó chịu của chỗ đó. Cái bản này là bản 01 V01040710. Mình Osmo 4 này mình đang xài bình thường, nhưng mấy bữa nay là hiện tượng nó bị là thẻ không thể đọc được qua đầu đọc thẻ nha, nó chỉ có thể copy file qua cái dây cáp thôi, cắm sợi cáp cắm vô máy tính mới copy file thôi, còn lấy rút thẻ nhớ bỏ vào đầu thẻ là nó bắt phải format lại thẻ và format là mất thẻ luôn. Mình cứ tưởng lúc đầu mình cứ tưởng là bị lỗi file các bạn, lỗi thẻ lỗi đồ chứ ai ngờ bỏ thẻ khác vô nó vẫn không nó vẫn không cho có copy file. Té ra là mình cắm cái dây USB vô, cắm cái sợi dây USB đây, cắm sợi dây cáp này kết nối với lại Osmo thì nó mới cho có copy file được. Thế là mình mất một cái một ngày quay mất tiêu cũng ghê luôn. Bạn lưu ý nha, mà trước đó hồi giờ mình không có update về đó, mình để mình hồi giờ mình xài mình không update cái gì mình đang ổn định mình xài là không update thôi, mà tự nhiên nó bị vậy chứ. Rồi done, rồi đã thành công. Rồi sau khi update nè, mình thử mình reset lại máy nha, coi nó có bị gì không. Mở lại nè, vào kiểm tra phần firmware của nó nha. Nó có thêm cái mục Wireless Mic này nè. Rồi sao device info nè, series number, rồi nó để lên cái bản update mới nhất nó là 01040710. Đây bản update mới nhất của nó đây, 07 là 05, bản này mới hơn. Rồi ok, ok
rồi mấy có mất cái setting không? À, mất hết setting nha các bạn, mất hết setting rồi, mình phải làm lại cái setting của nó nha. Và một pro này bật lại đi lock này, ok chưa? Bây giờ mình gắn cái mic vô này. Alo alo alo. Rồi, ok nha. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.